Em xin chào các bác đam mê và thích hoa lan. Trong video lần này thì em có một chút chia sẻ cho các bác về cái cách trồng cái lan hài. Hài này chính là lan hài hài Helen nha các bác nhé. Lan hài Helen. Nhầm sang là hài Cookie. Đây là cây Helen này. Cây Helen này là một cây là khá to đấy. Có những cây Helen nó còn nhỏ hơn các bác ạ. Cái lan hài Helen này chính là cái cây lan hài có kích thước nhỏ nhất Việt Nam nhé, kích thước rất là nhỏ các bác ạ. Nên nhiều bác mua hàng của bên em về thấy cây nhỏ quá, bảo đây làm gì phải hài làm gì nó bé như này, nhưng thực ra là cây hài Helen rất là bé nhé, nhưng mà hoa không hề bé đâu, hoa rất là to. Thì lâu rồi thì em cũng không chia sẻ cái lan hài Helen này. Trước thì cũng chia sẻ các bác, nhiều bác mới chưa biết trồng ấy, em cũng chưa có thời gian làm video chia sẻ các bác. Hôm nay thì em có thời gian rảnh rỗi hơn, em làm video chia sẻ cho các bác lan Helen này, một cái dòng là hài đặc hữu ở miền Bắc nhé, phân bố chủ yếu ở phần Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, chủ yếu là ba cái tỉnh đấy thôi. Ngoài ra cũng ít Hà Giang, Tuyên Quang nữa, chủ yếu ở vùng Đông Bắc các bác ạ. Hài Helen và đặc trưng của hài Helen là Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng rất nhiều. Và cái lan hài này em cũng lấy ở vùng Lạng Sơn thì các bác nhé, người dân đi rừng chia sẻ cho. Vùng Bắc Cạn thì giáp chỗ khu nhà em đi nhiều, cũng có nhưng mà ít hơn, chắc là em đi em không gặp. Thì nói qua về cây lan hài này, về điều kiện sinh trưởng của cây ngoài tự nhiên nhé, để các bác nắm được cái điều kiện sinh trưởng đấy, các bác thuần cây được dễ hơn. Thì cây lan hài này thường sống ở những cái vách đá rất là cao, gần trên đỉnh núi đá đấy. Có nghĩa là nó mọc ở trên độ cao nhất định chứ không mọc ở dưới thấp đâu nha các bác nhá. Cái cây lan hài Helen này này nó thường ở những cái khe đá, nó khe đá đấy nó có độ ẩm lớn hoặc là khe nước chảy đấy, nhưng mà nó lại không ưa ăn nắng trực tiếp nhá. Nó mọc ở những cái khe đá đấy nhưng mà lại có những cái chỗ mà nó hàm ếch, vách đá treo leo hiểm trở, mà sườn đấy lại nắng lại không trực tiếp nó chiếu vào, hoặc là có chiếu vào nhưng mà thực sự là những cây đấy nó cũng khá là ít, những cây đấy dần dần nó sẽ chết dần, nó bị cháy lá chết dần. Còn những chỗ nào nó ẩm và nó thoáng hơn, thoáng gió nữa, nó phải có gió nữa thì cây sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn. Đấy là về cái đặc tính sinh trưởng của cây hài Helen này. Do vậy là mình khi thuần ở nhà thì mình cũng lưu ý điều đấy, là không cho ăn nắng trực tiếp này, mình giữ ẩm tốt ở dưới gốc và tạo độ thoáng tốt ở phần trên gốc này nhá, phần thân này này, thì cây sẽ sống được thôi. Tưới nước đều, hài Helen thì nó cũng không thật sự là quá khó thuần, nhưng mà để bảo cây dễ trồng thì cũng không phải là dễ trồng đâu nha các bác nhé. Lan hài mà nó không giống như các dòng khác, nó không giống như địa lan. Cái cây này em để khá là lâu rồi, tại vì em để nó bị úng nước quá, ra là nó hơi bị thối rễ này. Nhưng mà không sao, em trồng phần sẽ sống được. Các bác lưu ý là khi nhận lan hài về nhá, là các bác không nên cắt nhiều rễ của nó nhé, không nên cắt quá nhiều rễ, chỉ rễ nào khô mới cắt đi thôi. Còn cái lan hài này nó có cái đặc tính sinh trưởng của nó rất là chậm, nó ra rễ, ra lá, ra hoa rất là chậm, đẻ thân rất là chậm, ra các bác là hạn chế cắt nhá, kể cả lá hơi gập một chút thì các bác không nên cắt, nó vẫn sống đấy các bác ạ. Các bác lưu ý cho em là cái lan hài là như vậy. Còn khi đã nhận hàng khui hộp về, các bác đừng trồng ngay vội, đừng tưới nước ngay vội nữa. Làm thế cây rất dễ là sốc nhiệt. Các bác để cho em khoảng một ngày một đêm để nơi khô ráo thoáng mát đi, chỗ vườn nhà bác ấy, không làm gì cả, để cho cây nó thích nghi với điều kiện khí hậu nơi các bác sống, sau đó thì các bác mới tiến hành là làm nhá. Làm gì thì làm, trồng thì trồng, ngâm gì thì ngâm. Đấy. Thường thì sau khi làm động tác đấy xong thì em sẽ ngâm cái hài nào cũng thế thôi, em sẽ ngâm khoảng 3 tiếng hoặc là thậm chí là cả một ngày, ngâm trong nước lã dìm hết xuống để cho cây nó tỉnh. Các bác không sợ thối đâu, không sợ chết đâu. Nếu các bác không thấy không ổn, ngâm lâu quá thì các bác ngâm 3-4 tiếng được. Các bác để vớt ra để cây khô ráo, xong đó các bác ngâm kích rễ hay là sát khuẩn gì các bác ngâm tiếp nhé. Còn em thì em sẽ tiến hành trồng luôn. Còn trong quá trình trồng thì em sẽ phun những cái thứ đấy sau, hoặc là em cũng không có thời gian đâu, là em không có dùng phân thuốc mấy. Đây chỉ là tư vấn cho các bác thôi. Đây khá nhiều rễ khô này, tách ra này. Còn về giá thể trồng thì em sẽ trồng đá thấm thủy nhá. Hải nó rất thích hợp với đá thấm thủy.
Vì cái môi trường sinh trưởng tự nhiên của cây hài thì đa phần nó sẽ mọc trên đá thâm thủy này, hoặc là những cái chất, những khe đá mà có mùn ấy, đấy. Nhưng mà phần dưới vẫn là cái lớp đá rất mềm, lớp đá mà ngấm nước, đấy. Chính là đá thâm thủy đây. Thì em đã khai thác được cái loại đá thâm thủy này rất là nhiều và đã chia sẻ cho các bác nó rất là nhiều về cái đá thâm thủy này. Trong Lam cũng thế, các em gửi vào rất là nhiều rồi. Bác nào có nhu cầu về cái đá thâm thủy này thì có thể liên hệ với em. Có số điện thoại là 086 882 5909, số điện thoại em để trong phần mô tả video đấy các bác nhé. Các bác cần tư vấn thì em cũng tư vấn luôn, Zalo em gửi số điện thoại luôn mà. Đấy, cái đá thâm thủy này các bác trước khi trồng các bác nên xử lý qua cho em nhé. Các bác xử lý nước bôi trong ngâm khoảng tối thiểu hóa 5-7 ngày gì đấy, không thì cứ để nửa tháng cả tháng được. Sau khi ngâm nước bôi trong xong các bác vớt ra là các bác xịt, xịt cho hết phần nước bôi đó bám vào đá đi, xong các bác để khô ráo để xong rồi các em tiến hành trồng nha các bác nhá. Lưu ý cho em xử lý cái đá thâm thủy này, xử lý giá thể là cái bước rất là quan trọng nên các bác phải làm. Còn bác là không có thời gian thì thôi cứ trồng thẳng luôn cũng được. Có thời gian xử lý thì nó tốt hơn, sẽ diệt được các loại vi khuẩn lấm khuẩn này. Còn trồng cái lan hài thì cũng không có gì là cầu kỳ phức tạp đâu, chỉ các bác lưu ý là không nên ngập sâu cây, không để ngập sâu quá là được. Ngập cái phần này, phần gốc này các bác ngập sâu quá là cây rất dễ bị thối nhá. Còn trồng thì các bác có thể trồng chậu nào cũng được, chậu sứ này cũng được, chậu này cũng được, chậu nhựa này cũng được, hoặc là cái chậu nhựa đen này này mọi người hay trồng này. Đấy. Em thì cái này nhỏ quá thì em có cái chậu sứ này, nó chậu xanh sứ này nó thừa ra thì em sẽ trồng vào, trồng cho đẹp thôi. Dù sao thì nó cũng dễ chăm sóc mà các bác. Thì đầu tiên thì em sẽ cho những cái viên đá thấm thủy có kích thước to xuống phía dưới nhằm là tạo độ thông thoáng cho bộ rễ, cho nó thoáng ở phần phía dưới các bác nhé. Bao giờ cũng vậy thôi, nói đi nói lại rất nhiều video rồi, cho cái đá thể to thì ở bên dưới. Cho đến 1/3 chậu thôi, những giá thể nhỏ hơn thì em sẽ cho tiếp vào. Bác lưu ý là không nên cho đầy đến thành chậu nhé, cách thành chậu 5-10 cm. Mình cứ căn như thế thôi và đặt cây vào thôi. Cây vào và các bác lưu ý là không để lấp quá phần gốc này nhé. Cho hơi nhiều giá thể này em bỏ ra bớt. Đặt cây vào. Cây vào và xếp đá vào thôi là được. Xếp đá thì khéo, thứ nhất là không lấp cây, thứ hai là giữ được cố định cây nha các bác nhé. Này dễ mà. Cho những cái giá thể nhỏ hơn xung quanh. Đây là những cái phần bột của đá thâm thủy này, em rắc vào cũng được, rắc vào một chút thôi, ít thôi. Trồng cũng không có gì là phức tạp. Các bác xem này, em trồng rất là đơn giản thôi. Đây. Gần như là nó hở ống hốc như này thôi, nhưng mà nó cần thoáng đấy các bác ạ. Cái quan trọng là các bác lưu ý cho em là cái phần gốc này các bác đừng trồng sâu quá nhé. Sâu quá cây rất dễ bị thối đấy. Cái hài Helen này rất là nhỏ, các bác lấy cái chậu nhỏ các bác trồng, mà các bác chỉ cần mua 1/50.000 của em thôi là các bác trồng mệt rồi. Đây rất là đơn giản. Hài Helen hoa vàng rất là đẹp nhá, hoa nó ra vào tầm cuối mùa thu ấy, tầm từ tháng 8 đến tháng 10 đấy, dương lịch ấy, các bác ạ. Còn về chế độ chăm sóc của lan hài Helen này thì nó cũng giống các loại lan hài khác thôi. Nếu các bác trồng bằng đá thấm thủy thì ngày các bác tưới một lần cho em. Còn các bác có thể trồng bằng vỏ thông cũng được nhá. Vỏ thông hoặc là dấn vụn nhá, đều được cả. Hoặc là hai cái đấy nó trộn lẫn với nhau. Kể cả đá xây dựng vẫn trồng được. Có rất nhiều cái giá thể để trồng, nhưng mà giá thể em đề xuất cho các bác này chính là cái đá thấm thủy này, trồng rất là hay.
Nếu mà trồng bằng vỏ thông hay là dớn vụn thì các bác ngày tưới 2 lần cho em, giai đoạn ban đầu ấy, khoảng 2 tuần đầu ấy, tại vì hai cái giá thẻ đấy nó khô, nó không giữ nước nhiều như cái đá thấm thủy này, nó khô hơn nhiều. Dớn thì thường tốt hơn vỏ thông. Vỏ thông thì các bác lấy hạt bông xay nhỏ. Các bác lưu ý cho em một số vấn đề đấy về cái cây trồng cây lan hài này. Thì video của em xin kết thúc ở đây. Các bác thấy video hay và có ích thì các bác nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Thì trong video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác một số loại lan hài khác nhau về cách trồng. Nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ là tương tự như vậy thôi. Nhưng mà vì nhu cầu của từng người mua từng loại lan hài nên là các bác sẽ có nhu cầu tìm kiếm khác nhau. Nên em sẽ làm những video trồng các loại lan hài khác nhau cho các bác xem nhé. Khi nào có đầy đủ rất nhiều loại lan hài rồi thì em sẽ giới thiệu cho các bác về cách phân biệt và cái tổng quan về các loại lan hài của Việt Nam. Em chân thành cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.